Hello, mến chào đại gia đình. Thì hôm nay mình sẽ trở lại với cả nhà một video vui nha cả nhà. Hôm nay thì mùa dịch này thì tất cả những cái tiệm hớt tóc đều đóng cửa hết, nên là mình mới nãy ra ý định là mình mua một cái máy tông đơ về để mình cắt tóc cho hai đứa con mình. Đội lên nè, để mình bà nhẩm lên đây, bà Ly chào cô chú đi. Đó thì đó, xin chào cô chú, hôm nay xin làm gì nè cô chú? Con xin chuẩn bị rồi kìa. Đó thì hôm nay là mua cái tông đơ về mình hớt tóc cho mấy đứa con mình nha cả nhà. Mới order trên mạng về, cái này là cái mức hớt tóc máy này của Trung Quốc thôi chứ không gì, thì 295.000 tiền ship tới nhà nữa, thì trong vòng có 15-20 phút là người ta đưa tới nhà rồi. Tổng cộng 300 mấy cái này, mình rồi mình ghim điện như mình sạc xong bắt đầu mình sẽ hớt tóc đó. Tóc hai đứa nó dài quá rồi, tóc bảo cũng dài mà bây giờ không có chỗ hớt tóc mới khổ rồi cả nhà. Đó, con chào bà cô chú chưa? Hôm nay con hớt tóc nó đi, thì ở trong đây là bà cũng mở ra cho cả nhà coi. Nếu mà cả nhà mình mà thích thì cứ lên mạng tìm tông đơ hớt tóc cho trẻ đó, thì nó sẽ ra nhiều chỗ lắm. Mình ở đâu thì mình order về. Ở đây nó có một cái cọng dây để mình sạc pin nè, những cái này lược là để mà theo cái kiểu tóc nào như thế nào để mình làm. Tại vì thường xưa giờ mình đi hớt thì mình thấy vậy thôi chứ mình thật sự mình cũng chưa hớt đó. Máy nó vậy bật lên đó. Rồi, mấy cái nút dặn này thì mình không biết là làm như thế nào nên mình không rành. Có cái lược, rồi có thêm cái chai dầu để mà thoa cho cái máy này nè. Đó, rồi bây giờ mình đầu tiên là mình xử anh hai trước nha. Cắt cắt tóc cho anh hai chứ. Dạ cha. Làm sao? Con có cắt tóc không? Trời, giới thiệu cô chú nên không biết nói Con có cắt tóc không? Cắt tóc ở đâu? Tóc đâu chị, cô chú mà tóc đâu? Con có cắt tóc, con có khóc không? Chứ con là khóc dữ lắm á. Đúng rồi. Các bạn sau đây xin cắt tóc. Đó, xin giới thiệu quý vị các bạn sau đây xin hớt tóc. Chị nói đi, chào ông bà cô chú. Chào ông bà cô chú. Hôm nay làm sao? Hôm nay xin người hớt tóc. Ba hớt tóc cho con. Ba con cắt tóc cho con. Trời, cô chú thấy có cái chân che trắng này ngon lành không? Cái này là cái võng của ông cố mà Ngân dùng để chắn nó lại cho nó hớt tóc cho nó khỏi bị dăng. Cái này để rồi cho hớt tóc. Đây, cho cô chú coi tóc mái tóc hiện tại của Vincent nha. Để coi ba hôm nay trổ tài sao nữa. Cái này thì tôi đâu. Hồi xưa giờ đây là lần đầu tiên cầm cái tông đơ đó, cũng không biết sao. Đó, để đây người ta cho cái chai dầu này là để vào mục đích mình xịt vô đây để cho cái tông đơ mình nó bị được mượt á, mướt á, nó không có bị không có cái dầu nó trơn tru. Rồi mình thấy người ta làm vậy thì mình làm thử thôi chứ mình cũng không biết để mình coi cái cỡ lược nào nó như thế nào. Có cỡ lược mà nhỏ sát sát cho con nó mát rồi nè. Thì đó, nhưng mà để anh coi cái. Rồi chuẩn bị chưa? Chuẩn bị tinh thần nha. Nghe nó cũng rít rít anh à. Ba Ly coi coi anh hai hớt tóc kìa ba Ly. Anh hai không à? Cái này thì còn cao quá hả? Hai xin đi hớt tóc là lúc nào cũng được khen hết á. Ngồi ngoan ngoãn mà hai rất là đàng hoàng luôn cô chú. Cái này nó cái lượt này nó ấy quá. Mình kiếm cái lượt này. Dạ, lần đầu tiên làm cái tay nó cũng ấy. Đau không con? Đau không Ly? Xem. Cái này nó có cái mức bảo vệ để khỏi dính mình cạo trúng da đầu đó. Đúng rồi. Đâu có đau phải không Xin? Xin sao ba hỏi con không trả lời? Có đau không? Dạ đâu hết rồi. Ảnh rồi. Sao nó không có rồi, sao nó không có mượt nước lực sực à? Để ba làm thi con nay là ba làm thí nghiệm mà. Ở nhà biết không, kế bên nhà Ngân cái chị đó, mùa vịt nè, như mùa gì mùa dịch này nè, chị xử đi ốc chắc cái chén vô cái đầu chị con sao á. Hôm qua nhìn cũng thấy vui vui. Sao vậy? Sao vậy Xin? Nhột con nói dạ nhột. Cái này nè. Đây. Đó, được rồi đó. Nhớ được chưa? Từ từ nó mới nhậu cái gì? Nhậu hả? Con để ấy cho ba rung tay rồi còn thêm con nữa. Nhậu.
Cái lược đó bay, cái lược đó bay. Rồi, ơi, ba Quy ơi, trả cái lược. Ba Quy ơi, ba Quy. Trời ơi. Ba Quy xử lý cái lược đi đâu rồi ba Quy? Cái con nha. Cái này là trả tóc. Ờ, cái này là trả tóc á. Thưa quý vị và các bạn đi xin. Thưa quý vị và các bạn, ba con đang hớt tóc cho con. Con thưa quý vị các bạn đi. Bà Ly làm gì vậy, bà Ly? Đi đi. Hả? Cắt tóc. Bà Ly nói là cắt tóc. Không được, không được, không được. Sao chị? Nhỏ. Nhỏ quá hả? Tưởng đâu cắt tóc cạo đầu là dễ nhưng không dễ cả nhà. Không dễ chứ nè. Em cũng tưởng tượng nãy thấy tưởng tượng cũng dễ lắm. Dễ. Mấy lần trước đưa con đi cắt tóc thấy người ta làm dễ quá mà. Chuyên nghiệp ta thợ mà mình. Ờ, Ly đổ ra của ba nè. Ly không có phá Ly. Mà nói chung mà mình hết một vài lần mình nghĩ chắc thói quen cả nhà. Bây giờ dịch này không có ai mà ra đường hết hết trơn. Không có ai mà ra đường không có ai hết, không có thợ nào hết hết trơn. May là người mẫu này chịu hợp tác nha. Gặp người mẫu ba Ly nữa là thôi á. Mở này ra đi. Ngồi im để bà ấy chứ không là hư cái đầu tóc luôn á. Ngồi im đi, đi, ngồi xuống. Hết tóc rồi ra cho chị mà cái chú rồi. Đúng rồi, không có ông mặt con chú rể nhưng mà ngồi im nè. Gì? Trời ơi, ba Ly ơi, ba Ly biết gì mà. Bây giờ tháo cái lược ra luôn cả nhà, có cái lược khó hàm quá. Hồi nãy đó bà ra mẹ hàm cho chị mà cái chú ra. Rồi, rồi, ngồi im, ngồi im. Im đi. Đúng rồi, lần này cắt sát hơn nè. Ngồi im xin đi ơi, em. Con để im ba mới cắt được cho con đẹp chứ. Lần này là cảnh sát. Ừ, lần này làm cảnh sát. Bác là hình hoàng nghiệp bên nè. Có cái lượt gì ta, có cái gì để lao. Cảnh sát rồi đây. Lấy khăn, lấy khăn. Thời gian chờ đợi anh hai cắt tóc Bali tập thể dục đây cô chú. Đâu tập thể dục mẹ coi này. Đó, úi trời. Trời đất ơi chị. Tập dục giỏi ha. Tóc của Ly đâu? Tóc của Ly đâu? Dạ. Đúng rồi, đầu khôn của Ly đâu? Mắt đẹp của Ly đâu? Đúng rồi. Bà này có tóc giờ nhột quá. Chưa, chưa, chưa. Chưa xong, chưa xong, chưa xong. Người mẻo ơi, người mẻo. Cho cô chú hơn sao nè. Thợ cắt tóc không chuyên mà còn tạo mẫu nữa nè cô chú. Ghê thiệt. Ngồi yên ba mới cắt được. Muốn hết về sao ba ngồi không, không ngồi im sao ba cắt kìa hả? Ba tạo mẫu sau giống trái tim luôn rồi cô chú. Nó không đẳng anh ơi. Ba ba canh là cho nó đẹp nha, chứ còn không ấy là nó không đẹp rác rưởi nha. Quá đẹp rồi đây, trời ơi. Rồi ba Ly quét hút rác rồi ba Ly. Trời ơi. Quét rác rồi hốt đi. Rớt cái miếng nào ba Ly nó hốt miếng đó luôn nè. Rồi quét hốt đi mẹ. Rồi, hút rác nha. Rồi, đem đổ rác ra chậu bông đi. À, cắt luôn rồi. Đi ra chậu bông hút. Sao đi nha bạn, lên tắm luôn. Sau khi tạo mẫu không thành công không hả? Thành công rồi. Nó không cho nó mát luôn rồi bà đi. Trình ngồi im để cho ba cắt cho nó mát vậy kìa. Ngồi im ba mới cắt được. Thank you.
Lúc ba mới mua về nhảy nhảy đòi cắt liền, cắt liền giờ cắt vào đầu nhột. Ngứa quá hả? Rồi rồi, ra chút được không? Được nè. Giờ cũng được rồi, thôi ngắn 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 gọn. Giờ cắt cái máy trên cho nó ngắn lại. Cắt ngắn lại cho con nó mới. Ôi ôi nó ngứa, lát đứng im mẹ xịt cho nó mát. Chút đẹp trai dữ đó. Đầu chó tá cũng phải đáng chịu nha ta. Bà Ly ơi. Rồi cô chú chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để coi sản phẩm của ba Bảo nha. Một, con đếm đi, một, hai, ba, tèn 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 tèn. Quay quay bên đây cho cô chú coi tóc đẹp nè. Yeah. Nói chung lần đầu hết mà nó không chịu ngồi yên cả nhà ơi. Đó cũng còn chó táp nè. Đó. Ok kệ đi. Amateur. Đúng không? Vui. Xin đâu? 1 2 3 biến hình đi. Đó giờ 1 2 3. Đi ngồi biến hình ngay trong mẹ. Rồi 1 2 3. Biến hình. Biến hình con cô mẹ ơi. Rồi, 1 2 3. Biến hình. Lăn xăng lăn xăng. Cũng vui thôi, cái nhà này hết hai nhỏ giờ. Nói chung là cũng thọ vậy là cũng được cả nhà ơi. Từ từ quen tay. Không quen tay. Cô chú ơi, coi ba Ly nè. Sau 1 phút 30 giây ba mẹ đè cắt. Anh này là anh này là đội cắt, anh này mà cắt tóc là nó nhát hơn anh đó cô chú ơi. Khóc dữ lắm. Tóc người ta đang dài. Tóc đang dài. Để luôn cho nó mát. Này thì có vẻ là đẹp hơn anh. Ba Bảo có kinh nghiệm đợt 2 đó. Rồi bye bye ông bà đi con. Bye bye đi. Bye bye ông bà, ba con hớt tóc con rồi. Mi gió em nắng mát. Dạ ông bà cái đi. Dạ cái đi ha. Rồi cái tóc đẹp đâu chị ông bà con chú. Tóc đẹp đâu. Giây phút video vui nhộn của gia đình mình trong mùa dịch thì không có làm gì thì mua đồ về cắt tóc cho con á. Thì cũng bỏ cái video lên để cho các bạn giải trí cho vui nha các bạn. Thì xin kết thúc video đây nha. Bye bye cả nhà. Cả nhà gặp lại ngày mai nha cả nhà ơi.